làm bánh mì. Bán cho phụ bánh mì kìa. Trong đủ thứ á, vui lắm. Thấy vui. Mướp nè, củ hoa nè, đậu nè, ớt nè. Củ hoa nó dễ lên chứ. À, củ hoa. Đậu rồng nó dễ lắm. Chỉ bỏ cái hạt vô là bắt đầu nó leo nhiều âm tùm luôn. Anh trồng dưa dưa lưới mà không ra trái. Dưa vậy? Dưa lưới ra trái luôn. Lúc trước làm xiên á là trồng nhiều lắm, nay làm biến cũng có trồng. Cái này có nạc không con xiên này? Bao giờ? Lấy nhiều. Ở nhiều hết thì nhiều. Nay là 8 nạc này. Dạ chắc bao nhiêu luôn đó. Ờ, thấy vậy đó. Chặt cái nhỏ đi, xong chặt cái này. Chặt chia 2 hộp hả? À, 2 hộp thôi. Nhiêu con? Tám bỏ bánh mì luôn con. 20 nữa, 28. Ngon quá. Ngon quá. Thôi em hết anh thường ăn không anh? Thường. Thường hả? Dạ. Ngon mà. Ủa mới chút xíu hả chị? Chưa có. Ủa hả, bữa nay không có hả? Nay hết rồi. Hết rồi, còn lưỡi, bữa nay có lưỡi. Thường cắt mưa sơ xíu. Vô trong chợ tới chị có không chị? Trong chợ có không Ly? Chị vô trong chợ á. Bao nhiêu? 208. Đây đây là buổi sáng khoảng ngoài ngoài đây nên là không biết trong kia có hay không. Chị mai là cho chú Thành là đi vào chợ. Chị Nga nay buồn với chị Nga. Tập trung vô chuyên môn à. Giờ mày chửi. À, ai chửi? Ai dám chửi? Ai dám chửi? Chứ em là không dám rồi đó. Em nào có dám chi đâu. Bánh mì. Bánh mì buổi sáng rất là hút khách. Còn đây là bánh ú. Bánh ú gần tới mùng 5 tháng 5 rồi. Bánh ú của chị Tâm nó rất là ngon luôn. Một người ăn một cái bánh ú này là ăn không hết đó. Như em lại mang một cái là em ăn không hết đó. Đây, bánh ú được cắt ra đĩa này là cô chú. Trứng nè. Trứng với thịt với đậu. Bánh ú là 55.000 một cái. Gần tới mùng 5 tháng 5 rồi. Chỉ bán dịp mùng 5 tháng 5 thôi. Lily vậy mà lên trên Facebook rồi mấy anh comment quá trời. Bán heo quay sao mà xinh vậy? Em lên Facebook á em đọc quá trời. Em có kênh Facebook cũng Cuộc Sống Sài Gòn TV luôn cô chú. Có dịp ghé ngang qua thì ghé follow ủng hộ em nha. Bánh mì
về đi chặt xong đó bánh mì làm cái nó ấy là bắt đầu là cách vô 2 ổ 3 ổ nhanh lắm. Ờ lẹ đúng rồi, rồi cách vô liên tục luôn, làm không kịp luôn á, thấy không, hồi nãy quá trời để quá trời, bây giờ hết rồi đó, còn mấy cái ổ nữa, vỏ bánh mì rồi. Có người nói Lily mở chi nhánh theo quay riêng nè. Đây là tâm bây giờ là làm thợ chính chứ tối vô là làm là chủ, nên là buổi tối á là bạn đồ lộng lẫy lắm. Đúng rồi, chuẩn bị mùng 5 tháng 5 rồi hả cô. Chú đặt heo quay nguyên con mà chú. À mua giò heo à. Ủa thì có không chứ không, mấy công chú đứng chờ chập nữa có không? Cái giò tầm khoảng 1 kg, 1 kg 2 có cái 1 kg. Buổi chiều, buổi chiều là đầy đủ nhất. Da heo 500 nghìn. Chú lấy bao nhiêu? Dạ, cuộc sống Sài Gòn TV. Ừ, Sài Gòn dạ, cái xe ủng hộ con nha chú. Dạ. Dạ. Không quay heo quay thôi, quay người đẹp là con bị chửi. Chủ yếu là xem người đẹp chặt hay quay. Lâu lâu mình quay lên một xíu thôi. Dạ. Người đẹp có bị tranh sát thủ rồi chú. Sát thủ mà sát thủ chặt heo mà. Dạ, đúng rồi. Rồi. Sát thủ có nghe cô nói sao sát thủ chặt heo. Dạ. Chú khách cũng vui quá trời, chú mối á, chú thấy kia sao quay hoài. Lấy gì chị? Quay cho cô chú anh chị xem clip mới. Được biết gì chặt không? Thấy kia quay luôn rồi, hết luôn, sạch đấy luôn rồi. Hỏi thì có giò heo không chứ sợ nhiều lúc cái hồi có hồi không á chú, như buổi chiều mới có. Buổi chiều là 3 giờ là chú ra là có giò heo. Dạ. Yeah. Buổi sáng thì nhiều lúc lúc có lúc không. Mới không đợi. Chiều giờ ấy được heo quay luôn.
Còn không bây giờ chú mua heo quay đi, chiều ra mua giò, nhà gần đấy mà. Heo quay là chiều mua. Dạ. Mua dạ, à, không, không. Dạ. Dạ, dạ. Cái đè chú ơi. Người đẹp sắc thủ. Người đẹp sắc thủ đó, và bên này có biệt hiệu mới nha. Anh à. À, chú đặt cho cái biệt hiệu mới rồi. Về mình đặt cái tiêu đề cho nó sốc sốc một xíu.